Tổng quản lý Châu, nhìn thử xem, người con gái vẫn luôn nhảy với ông nhà tôi là ai thế? Ngô tiểu thư ngày càng trở nên xinh đẹp. Tôi cũng thường nghe bố tôi nhắc tới ông. Chờ chút nha. Ông chủ địch, không để ý tôi và Lệ Tư tiểu thư nhảy một khúc chứ? Tất nhiên là được rồi. Được được. Phu nhân của ông đang chờ bên đó. Ngô tiểu thư thất lễ hết rồi. Con bé này lâu quá không thấy cháu. Bữa tiệc tới nay giống dĩ mời cháu tham gia, nhưng sợ làm phiền cuộc sống mới của cháu nên cuối cùng đành vậy thôi. Nhưng cháu tự đến, chú Châu cũng vui lắm. Vậy sao chú Châu? Cháu nghĩ có lẽ chú không được vì chú ghét cháu, có phải không? Chú Châu, lúc trước các chú đều đối xử với cháu rất tốt, mua sô-cô-la cho cháu, còn tặng cháu đồ đẹp, còn có thể kiểm tra bài tập giúp cho cháu. Nhưng giờ không được thế nữa, tất cả đều thay đổi rồi. Chuyện của bố cháu không chỉ ảnh hưởng đến cháu, Lệ Tư, mọi người đều nhớ đến bố cháu đã chăm chỉ làm việc thế nào, cho nên không quá tính toán đến sự sai lầm của ông ấy. Nhưng cũng không có nghĩa ông ấy chưa từng gây tổn thương cho mọi người. Nhưng mọi thứ không liên quan đến cháu là lỗi của cháu sao? Giống vậy hôm nay cháu âm thầm đến là hy vọng mọi người có thể tha thứ cho cháu. Nhưng cháu đã sai rồi. Mọi người vẫn ghét cháu như vậy. Nhìn xem, vẫn nghiện rượu, giống như vũ nữ vậy. Hôm đó nó quậy phá vậy, còn ông chủ nào sẽ mua cổ phiếu của Ngân hàng Hối Trữ? Đúng vậy, nó không biết mất mặt là gì cả. Dựa vào mọi người cả. Xin chào, ông là Xưởng Trưởng Thi của xưởng câu văn có phải không? Xin chào, tôi là tiểu thư Lệ Tư. Rốt cuộc muốn làm gì? Tôi dựa vào đâu mà uống sâm banh ở đây vậy? Tôi không quen biết cô. Tôi cũng không quen biết cô. Nhưng tôi dự biết cô chính là con gái của Ngô Trí Phất. Ngô Trí Phất ăn hối lộ, sợ tội tự sát, khoản vay nông nghiệp của Ngân hàng Hối Trữ, điều gì hắn mới đột nhiên gián đoạn. Người nhà ở quê tôi bị ép đến nhảy sông tự tử. Đây đều là nghiệp do Ngô Trí Phất tạo ra. Cô thân là con gái hắn, không sám hối chuộc tội, còn ở đây uống rượu mua vui, thật là không biết xấu hổ. Lệ Tư, đi. Khoản vay nông nghiệp của Ngân hàng Hối Trữ, hơn 600 hộ nông dân ở 42 thôn của Giang Tô và Chiết Giang. Điều này do Ngô Trí Phất một mình đề ra ý kiến. Tôi tin rằng người ở đây không ai không biết. Còn vì sao khoản vay nông nghiệp bị ngắt đoạn, tôi tin các vị ngồi đây trong lòng tự có đáp án. Chúng ta đi. Còn đau không? Không đau nữa. Vì chị, xin lỗi. Gia thế của em khiến anh mất mặt rồi. Tại sao em muốn tham gia bữa tiệc tối nay? Là vì bố em sao? Rõ ràng em biết em phải đối mặt với điều gì, nhưng em vẫn muốn chịu đựng. Còn anh đồng ý đi với em, vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Lệ Tư, thực ra em không cần che giấu điều gì với anh cả. Khoản vay nông nghiệp của Ngân hàng Hối Trữ, sao anh lại biết? Những số liệu đó chuẩn xác như vậy. Lúc trước Long Doanh muốn triển khai vay nông nghiệp, nên anh đã nghiên cứu một chút. Ở trước mặt em, anh cũng không cần phải che giấu điều gì. Châu Văn Khuyển, qua đây. Em về nhà trước đi, anh không tiễn em nữa. Bác trai, cha biết gọi bác là bác sao? Sao còn vẫn là phụ nữ đó tới đây? Khiến tất cả người có tài có đức trong bữa tiệc tối này của bác cũng không bằng một cái tát của cô ta. Xin lỗi bác trai, cháu cũng không ngờ là cô ta lại kích động như vậy, còn đến cả Trình phu nhân. Ngày mai cháu sẽ đi xin lỗi trưởng quỹ Trình. Cháu quen trưởng quỹ Trình nào? Sự điều chế thuốc của cháu do trưởng quỹ Trình đầu tư. Cái gì? Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bác một tiếng. Chuyện lớn như vậy cháu tưởng bác sẽ biết. Văn Khuyển à Văn Khuyển, bác mới mặc kệ cháu được một lúc thôi. Vậy lúc quan trọng thế này còn không biết thương lượng với bác, cháu thật là... Bác trai à, cháu... Cháu đã nói với bác nhiều lần cháu muốn xây xưởng điều chế thuốc, nhưng bác luôn khuyên cháu dẹp bỏ ý định này. Càng đừng nói đến đầu tư tiền cho cháu. Điều quy trình rất có hứng thú với nguyện vọng của cháu, lại rất hợp với cháu. Cháu mới khởi động chuyện xây xưởng. Với lại gần đây bác bận chào bán cổ phiếu của Hối Trữ, lễ động thổ xây xưởng của cháu cũng không thể đến. Cháu cũng không dám làm phiền bác. Cháu mời ta tham gia lễ động thổ nhà xưởng, đã không nhắc đến việc Ngân hàng Long Doanh đầu tư. Là trưởng quỹ Trình dạy cháu phải không? Sao trưởng quỹ Trình lại dạy cháu được chứ? Bác trai, ngân hàng nào đầu tư quan trọng lắm sao? Khó lắm cháu mới xây được xưởng, bác không vui cho cháu sao? Cháu đó. Anh hiểu việc cho dây nông nghiệp của Ngân hàng Hối Trữ là gì? Xem cái này. Ở đâu ra thế? Giáo sư Lục, ông ấy hy vọng anh hiểu em hơn. Hiểu em hơn à? Đến Trùng Khánh quan sát một tuần rồi, hôm nay gọi điện với Lệ Tư. Vì tôi đã công tác đột xuất, bỏ lỡ bài phát biểu, nên Lệ Tư không vui, hủy bỏ tư cách làm bố của tôi. Từ nay về sau xưng anh em với tôi. Hôm chúng ta kết hôn, em nói sẽ không nhắc đến việc mình là con gái của Ngô Trí Phất. Em nói muốn rũ bỏ quá khứ, nhưng anh biết em vẫn nhớ về quá khứ, vẫn tin tưởng bố em trong sạch. Anh cũng tin. Anh tin tưởng bố em không phải là kẻ ăn hối lộ, tham ô một nát. Đừng có gì em mà nói những lời này. Anh không phải là gì em, mà là vì em và bố em thực sự rất giống nhau. Ngày hôm đó lúc tản bộ, em đã nói với anh, nếu muốn giúp đỡ một người, phải xem người đó hướng tới điều gì, rồi giúp người đó theo đuổi thứ đó. Ở trong thư bố của em luôn nhắc tới giáo sư Lục rằng Lợi ích lớn nhất của tư bản không phải tiền tài phú quý, mà là sự ủng hộ kẻ có học theo đuổi lý tưởng, hoài bão hiện thực. Là mọi người đã khiến anh nghĩ thông. Một kẻ tư bản hối lộ tham ô một nát sẽ không nói ra những lời này. Thậm chí anh chưa từng gặp ai làm ngành tài chính nào khác giải thích tư bản như thế. Xem ra giáo sư Lục đưa thư cho anh. Là đúng rồi. Ông ấy đã làm rất đúng. Nếu ông ấy không đưa anh những bức thư này, anh vốn không biết được em đã mất điều gì. Em đã mất đi một người bố có tấm lòng cởi mở, một người mẹ tính tình hiền hòa. Em mất đi gia đình của mình. Lệ Tư, để anh cho em một ngôi nhà nhé. Mặc dù anh không biết có thể thay thế quá khứ của em hay không, nhưng ít nhất có thể bù đắp. Cho anh một cơ hội đi, có được không? Diệt Trị, tấm lòng của anh em hiểu cả. Nhưng Xin lỗi, anh vội vàng quá rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Đem thu dọn cho. Bây giờ Lệ Tư, ông chủ, chào buổi sáng. Có thấy phu nhân đâu không? Phu nhân không nghỉ ngơi trong phòng sao? À, Quế, sáng nay thấy phu nhân ra ngoài không? Ông chủ, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé. Được. Lệ Tư, em hối hận sao? Em ra ngoài mua đồ ăn sáng. Anh tưởng em hối hận rồi. Vậy chúng ta cùng đi. Chúng ta ra ngoài cả buổi như vậy cũng không báo cha Quế và Thím Dương một tiếng, liệu họ có sốt ruột không? Em ra ngoài sớm như vậy cũng không nói với anh, không sợ anh sốt ruột sao? Chuyện đó em thấy vẫn ổn chứ? Không phải, anh không phải hỏi em cảm giác tối qua như thế nào. Anh hỏi em giờ em thấy ổn không? Ăn hoành thánh của anh đi. Lệ Tư, Trình phu nhân, Tổng quản lý Châu có vấn đề rồi. Ông chủ Trác và xưởng trưởng Thi lật lọng rồi sao? Vâng, ông chủ Trác nói bất động sản Quán Phong cần thu hồi vốn, chuyện mua cổ phần tạm thời gác lại đã. Còn về xưởng trưởng Thi kia, tôi đã không liên lạc được với ông ta rồi, toàn là thư ký của ông ta nghe điện thoại thôi. Tôi hỏi ông ta có chuyện cổ phần khi nào có thể xác định mua, mà ông ta không nói rõ, chỉ thoái thác thôi, lời nói không đáng tin. Không mua thì không mua, tôi cũng không bán cho họ nữa đâu. Tám phần là Ngô Lệ Tư giở trò. Anh Tiêu, anh nghe ngóng thử xem, làm rõ chuyện Ngô Lệ Tư mượn điều nhảy, rốt cuộc nói gì với họ. Được, đợi đã. Phó Tổng Quản Lý Tiêu, Ngô Lệ Tư đó có từng tìm anh không? Dạ không có. Không sao? Tổng quản lý Châu, giờ tôi đã là người của anh rồi, dù cô ta có tìm tôi cũng có tác dụng gì được chứ, huống chi cái chết của Ngô Trí Phất cũng không liên quan đến chúng ta. Được, làm việc đi. Văn Khuyển à? Được đấy, cảm ơn bác. Làm gì có trật tự có hiệu quả. Bác mời đi bên này. Được. Văn Khuyển ban đầu khuyên cháu lo chuyện bán hàng xây xưởng như bác sai rồi. Bác khiêm tốn rồi. Không phải là khiêm tốn. Thân là trưởng bối của cháu, đương nhiên bác phải bồi thường kịp thời. Cố hết sức hỗ trợ cháu. Như vậy từ giờ cháu có thể chấm dứt quan hệ với ngân hàng Long Doanh. Chi phí cho sự sản xuất được sau này sẽ do chúng ta, ngân hàng Hối Trữ, phụ trách. Bác à, hợp tác của cháu với ngân hàng Long Doanh vẫn tốt mà, không cần dừng lại đâu. Cháu biết là bác ủng hộ cháu, cháu xin ghi nhận. Nhưng nếu giờ chi phí đã được lo đầy đủ, không cần phiền phức vậy, chúng ta sao có thể? Sao lại phiền phức được? Đây là chuyện cơ bản nhất. Ta là tổng quản của ngân hàng Hối Trữ, không ủng hộ cháu ruột của mình, trái lại để cháu đi dây tiền từ tay người khác, vậy hợp lý không? Như vậy người khác sẽ thấy bác thế nào, thấy ngân hàng Hối Trữ thế nào? Nhưng mà thưa bác, trưởng quỹ Trình đã quen cháu từ khi mới làm. Lợi nhuận của xưởng đang rất là tốt, theo lý nên báo đáp. Nếu cháu đột ngột dừng hợp tác ngay lúc này, vậy không phải là vong ơn phụ nghĩa sao? Không lẽ bác không có ơn với cháu, không có nghĩa với cháu sao? Xem sổ sách nhà nào mà lại vui vẻ thế? Sổ sách này không hiếm thấy, cũng không có chuyện gì vui. Làm gì của cậu đi, nói ra nghe thử đi. Trưởng quỹ Trình, tôi có chuyện gấp muốn nói với anh. Xưởng trưởng Châu, mời ngồi. Có chuyện gì thế? Tôi muốn chấm dứt hợp tác với ngân hàng Long Doanh. Tại sao? Tại vì chuyện này tôi là... đã có gì xảy ra mà tôi không biết sao? Ảnh hưởng đến xưởng khiến anh thấy không vui? Hay là... Bác tôi quyết định để ngân hàng Hối Trữ đầu tư vào xưởng dược. Tôi sẽ bồi thường cho anh. Tôi biết mình không nên làm vậy, nhưng mà tôi thực sự hết cách rồi. Trưởng quỹ Trình, xin lỗi. Đợi đã. Vậy thì xem ra việc dừng hợp tác không phải là ý của anh, đúng không? Vậy sao anh vẫn nghe theo yêu cầu vô lý của bác anh? Trường quỹ Trình, có phải là thấy tôi hèn lắm không? Nhưng tôi không thể nói lời chống đối bác mình, càng không thể làm chuyện ngỗ nghịch. Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ bác chăm sóc cho cuộc sống của tôi. Bố tôi bị lao đã lâu rồi, gia đình điều trị cho mấy đã không còn tiền, vẫn luôn là bác trả tiền học phí cho tôi. Không có bác, tôi đã bỏ học từ lâu rồi. Càng đừng nói tới thi vào trường khoa hóa học, đại học gì đó, học được những kỹ năng này. Tôi hiểu, anh tôn trọng bác anh kính trọng bác anh, vậy nên anh không nỡ phụ sự mong đợi của ông ta. Thực ra bác tôi không trông mong vào sự nghiệp của tôi như là Trương Quỷ Trình, cũng không hiểu lý tưởng của tôi như anh. Nhưng bác rất ít khi đưa ra yêu cầu với tôi. Lần này tôi không thể làm trái ý ông ta. Tôi hiểu cho cái khó của anh. Lần này là trường hợp đặc biệt, tôi chấp nhận yêu cầu của anh. Các khoản vay và bồi thường đều phải tuân theo hợp đồng, nếu không ngân hàng Long Doanh cũng không còn uy tín. Theo hợp đồng, bất kỳ bên nào muốn kết thúc hợp đồng trước phải đền bù thiệt hại cho đối phương theo điều khoản. Hơn nữa, phải cho đối phương 15 ngày để chuẩn bị sổ sách rút vốn đầu tư. Anh thấy có được không? Điều này rất hợp lý, tôi đồng ý. Được. Dương Quý Trình, tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn. Đương nhiên. Hôm nay trông cô hơi khác. Sao tôi lại hơi khác? Không phải quần áo, là người. Trông cô hơi khác. Tôi khác chỗ nào? Không nói ra được. Dù sao cũng là khác. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Anh nghe ngóng cho tôi chưa? Xưởng trưởng Thi của xưởng câu văn và ông chủ trác của bên quán phong, họ có mua cổ phần của ngân hàng Hối Trữ không? Không mua tí nào. Có điều tôi rất tò mò, sao cô có thể công khai đường hoàng để họ thay đổi chiến lược kinh doanh? Là do tự Châu Quang Hiển sơ hở trăm bề, tăng giá trị góp vốn, hứa chi hoa hồng, điều kiện hậu đãi, nhưng là yêu cầu những cổ đông ấy sau này phải hoàn toàn từ bỏ quyền bỏ phiếu đối với các việc liên quan tới ngân hàng. Tôi cũng chẳng cần phải nói gì, chỉ cần hỏi bừa một câu, lỡ đâu chú Châu và bố tôi giống nhau thì phải làm sao? Rút củi dưới đáy nồi, chẳng trách họ nửa đường bỏ cuộc. Nhưng còn một điểm tôi thấy cũng rất hiếu kỳ. Xưởng trưởng Thi và ông chủ Địch đồng ý mua cổ phần vì ngân hàng Hối Trữ có lợi nhuận tăng trưởng ổn định, đúng là có lợi thật. Nhưng mà sau khi bố tôi xảy ra chuyện, ngân hàng Hối Trữ giống dĩ không còn ưu thế. Châu Quang Hiển lấy đâu ra tiền lãi? Lợi nhuận từ chỗ nào? Ý cô là có khả năng Châu Quang Hiển đã dùng tiền của ngân hàng đầu tư vào và cuộc làm ăn không thể để người ta biết. Hơn nữa bố tôi chắc chắn cũng biết bí mật của cuộc mua bán này, nên mới có cuộn phim như Tiêu Bá Trọng nói đến. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ cuộn phim đó rốt cuộc ở trong tay ai. Trước đây cô bảo tôi điều tra Trình Diệt Trị, tôi điều tra rồi. Anh ta và Châu Quang Hiển có liên quan tới nhau. Trình Diệt Trị vừa bỏ một khoản tiền giúp đỡ một giảng viên khoa hóa học của Đại học Thượng Hải mở xưởng thuốc. Giảng viên này tên là Châu Văn Khuyển, là cháu trai của Châu Quang Hiển. Ngân hàng Hối Trữ này có khác gì ăn cướp nữa chứ? Chúng ta xây nhà xưởng cho Châu Văn Khuyển có lắm mới có lời. Ông ta lại muốn dựa vào đâu mà muốn dơ hết chứ? Dựa vào ông ta là bác của Châu Văn Khuyển có ơn dưỡng dục. Vậy độc đoán quá rồi, vô liêm sĩ. So với việc ngồi đây bán chửi, chỉ bằng cậu hãy nghĩ kỹ xem. Châu Quang Hiển làm quản lý không phải ngày một ngày hai. Ông ta hiểu rõ quy tắc đầu tư và cho vay vốn, nhưng ông ta thà phá hỏng quy tắc để muốn lôi kéo xưởng thuốc của Văn Khuyển dưới danh của ngân hàng Hối Trữ. Cậu thấy lý do là gì đây? Lẽ nào là vì việc kêu gọi cổ phần của ngân hàng Hối Trữ không thuận lợi, nên họ muốn mượn danh xưởng thuốc Văn Khuyển để người đầu tư có hứng thú tin tưởng họ hơn? Đây cũng là một khả năng. Nhưng cậu đừng quên có một tin vô cùng quan trọng khác. Châu Văn Khuyển phát minh ra thuốc phục lệnh, mà đến giờ chúng ta vẫn chưa điều tra rõ thuốc này làm sao để sản xuất và lưu thông im ắng tới vậy. Anh nghi ngờ Châu Quang Hiển à? Nhà Châu Văn Khuyển điều chế thuốc là bác sĩ Châu Nhân An. Cậu biết đó là ai không? Con trai của Châu Quang Hiển. Châu Quang Hiển nhận ra đây là cơ hội làm ăn cũng không lạ, mà ông ta khống chế Châu Văn Khuyển vậy, thái độ khiến người ta vô cùng nghi ngờ. Chúng ta phải nhân lúc chưa bắt đầu phòng bị điều tra rõ việc này trước. Thế anh lựa chọn chủ động thoái vốn để họ giảm bớt phòng bị. Người anh em đi với tôi một chuyến đi. Diệt Trị, đói rồi chứ? Ngày trước lúc bố em làm việc đến khuya mới về, em đều chuẩn bị bữa đêm cho ông. Sao tay anh lạnh vậy? Có cần lấy thêm quần áo cho anh không? Vậy nhờ Trình phu nhân chọn lên cho anh đi. Cái gì mà choàng lên chứ? Phải mặc vào. Mặc cho nghiêm chỉnh đấy. Sao vậy? Hình như có gì bây giờ mắt. Để em xem. Gì thế? Thích em. Ghê quá à. Dưỡng quỷ, em bắt được tên mua thuốc kia rồi. Theo hắn nói là lấy hàng ở cửa sau quán Khả Tụng Dương đường Kha Đức. Tối qua để đến đó, đợi đến hơn 2 giờ sáng cũng không thấy ô tô đi qua. Còn nữa, tên buôn ấy nói tiền hàng này được gửi đến thùng thư số 4407. Tối qua em cử người qua đó rồi, tiền đặt ở trong mà không thấy ai đến lấy. Nằm trong dự đoán, các bang phái điều tra mấy tháng cũng không biết kẻ đứng sau. Vậy cũng thấy được người này vô cùng cẩn trọng cảnh giác. Bây giờ mỗi manh mối đều không có thu hoạch. 15 ngày sợ không đủ, nên ta phải thay đổi tư duy, dùng cách phỏng đoán ngược lại. Nếu giờ đã xác nhận được sự hoài nghi về Châu Quang Hiển buôn thuốc phiện mà còn được lợi từ nó, vậy ta cần nghĩ xem Ngân hàng Hối Trữ sẽ biến lợi nhuận từ việc buôn bán thuốc phiện thành khoản tiền hợp pháp để tiện ăn nói với cổ đông. Em hiểu rồi, giống như là Đại Lão Gia hợp pháp quá lợi nhuận của sòng bạc ở đường Tất Quân vào ngân hàng. Bên ngoài bo bo giữ chặt, nhưng chỉ cần lật lớp áo ngoài có thể thấy điều ẩn sâu bên trong. Chào ông, tôi là Mao Phục Tinh của xưởng Thảm Trải Qua Thái ở Thiên Tân, là bạn của Tổng Quản lý Trần chi nhánh Thượng Hải. Anh ấy giới thiệu tôi đến đây để xin ông giúp đỡ về việc cổ phần của Ngân hàng Hối Trữ. Đây là danh thiếp của tôi. Tuy bác Trọng đã nhậm chức nửa năm ở Thiên Tân nên sẽ hiểu về giới thương nghiệp ở Thiên Tân hơn người thường. Ông ta có thể sẽ thăm dò cậu. Nghe danh công ty Thảm Trải Qua Thái đã lâu. Thảm Trải Qua Thái ngưỡng mộ đã lâu. Dạo này các cậu còn hợp tác với công ty Lên Uyển Ký không? Sau đó cậu phải giả vờ vô cùng kinh ngạc. Phó Tổng Quản lý Tiêu cũng biết công ty Lên Uyển Ký sao? Sau đó tiếp tục giả vờ buồn bã. Công ty Thảm Trải Qua Thái đã dừng hợp tác với công ty Lên Uyển Ký mấy năm nay rồi. Ông cũng biết công ty Lên Uyển Ký sao? Tất nhiên là biết. Chúng tôi đã dừng hợp tác mấy năm. Lên Uyển Ký làm ăn gian dối, sớm đã không còn là công ty Thảm Trải gian danh qua Bắc ngày đó nữa rồi. Kinh doanh Thảm Trải ở Thiên Tân này không dễ dàng đâu. Chúng tôi đang phải xuống phía Nam đầu tư đây. Giờ hay thị trường ở Thượng Hải sôi động vô cùng. Cậu Mao nói đúng lắm. Chỉ là không biết quý xưởng định dùng phương thức gì và mua bao nhiêu cổ phần của Ngân hàng Hối Trữ chúng tôi. Cái này còn phải xem lợi nhuận của quý ngân hàng. Dù sao chúng tôi cũng từ Thiên Tân tới, lạ nước lạ cái với bên này. Nếu Phó Tổng Quản Lý Tiêu có thể công khai một số khoản mục. Cậu mau, tôi hiểu ý của cậu rồi. Cậu hy vọng chúng tôi có thể công khai tài liệu các mục đúng chứ? Vậy thì phải mong cậu mau thông cảm rồi. Mọi tài liệu khoản mục của Ngân hàng Hối Trữ đều phải thông qua quyết định của toàn bộ Hội đồng Quản trị mới có thể công bố. Thế nên yêu cầu này của cậu. Nhưng mà có một việc tôi có thể đảm bảo với cậu, đó là lợi nhuận của Ngân hàng Hối Trữ tương đối hậu hĩnh, chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng của quý xưởng. Phó Tổng Quản Tiêu, ông làm vậy là khiến tôi khó xử rồi. Lần này tôi đến hơi vội vã. Ngày mai tôi đã phải rời khỏi Thượng Hải. Tôi mà không thu hoạch được tin tức gì mang về, e rằng cũng khó ăn nói với cấp trên. Phó Tổng Quản Lý Tiêu, hay ít nhiều ông cũng phải cho tôi xem Ngân hàng Hối Trữ rốt cuộc có các kiểu cho vay nào và những loại lợi nhuận tiêu biểu nào. Như vậy tôi về tiện ăn nói hơn, đúng không? Cậu mau, tôi hiểu ý của cậu. Cậu đợi chút nha. Cậu mau, mời cậu xem. Cậu dán trâu giả này trông cũng được đấy. Đừng nhắc tới nữa, ngứa chết đi được. Suýt nữa bị lộ rồi. Vẫn chưa bị lộ mà. Nói đi, sao? Ông ta cũng không dám cho em xem nhiều, chỉ cho em xem bản biểu lợi nhuận đại khái. Nhưng em nhớ 5 công ty đầu là Xưởng Luyện Kim Quy Phong, Công ty Bất Động Sản Hoành Sơn, Công ty Dầu Gạo Phúc Mãn Đường, Xưởng Bông Lục Khả, Xưởng Xi Măng Tam Hòa. Cậu chắc chắn thứ tự không sai chứ? Em chắc chắn. Công ty Dầu Gạo Phúc Mãn Đường có lợi nhuận còn cao hơn Xưởng Xi Măng Tam Hòa. Hai thạch lúa nếp Tống Giang, ba thạch lúa nếp Trần Đường, lúa nếp thành phố Hú Sao có một thạch. Ông chủ Cát, bánh tổ Trương Ký nhập hàng chỗ ông đều phải là loại lúa nếp thượng hạng. Tôi khuyên ông nên để hai thạch lúa nếp thành phố thì an toàn hơn. Được, ông chủ Lâm quyết định vậy đi. Vậy tôi ghi lại cho ông nha. Được rồi, cáo từ. Ông chủ Cát đi thông thả. Được, được. Ôi trời, chủ Quỷ Trình, xin mời, xin mời. Chủ Quỷ Trình, hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến chỗ tôi? Ông chủ Lâm à, ông mới là ngọn gió đó chứ. Tôi có việc muốn nhờ giúp đỡ. Xin hỏi gạo tẻ vô tích cho anh bán thế nào? Tôi muốn đặt gấp 20 thạch. Xin lỗi, cho chúng tôi không nhận đơn hàng gấp. Mỗi đơn hàng bình thường sẽ được phát trong vòng 25 tới 40 ngày. Đặt tí gạo thôi mà cần chờ lâu vậy sao? Cửa hàng gạo khác nhiều nhất chỉ 10 ngày thôi. Vậy hay anh đến chỗ khác đi. Này cậu, cậu nói chuyện như vậy là muốn đuổi khách sao? Không muốn làm ăn nữa hả? Có chuyện gì vậy? Quản lý, vị này muốn đặt hàng gạo, nói là hàng cần gấp. Hai vị này, xin hỏi hai vị muốn đặt loại gạo gì? Chúng tôi muốn đặt 20 thạch gạo tẻ vô tích. Xin đợi một lát, tôi kiểm tra trong kho cái đã. Xin lỗi anh, gạo tẻ vô tích đã hết rồi. Gạo tẻ đồng lý thì sao? Chắc phải có gạo tẻ đồng lý chứ. Phúc nhất cửu, phúc tam cửu, phúc nhị tam. Xin lỗi, gạo đồng lý cũng hết rồi. Gạo tẻ đồng lý cũng hết. Loại thường nhất tử thanh thì sao? Xin lỗi, cũng đã hết hàng. Sao để hết hàng vậy? Phúc Mãn Đường nhập hàng đã tốt còn muốn tốt hơn. Chưa từng có hàng ấy, cung không kịp cầu, kho tạm hết hàng là chuyện bình thường. Dù là mấy loại đấy không còn, chắc gạo tẻ Bắc Phú phải còn đấy chứ. Xin lỗi, cũng hết hàng rồi. Chú Quý Trình, chúng ta đi thôi. Cảm ơn. Ông chủ Lâm, cửa hàng Phúc Mãn Đường này thế nào? Việc kinh doanh của họ đúng là tốt tới mức không đủ để bán. Tôi không nghĩ họ buôn bán tốt, mà tôi nghĩ họ vốn dĩ không giống đang làm ăn. Sao lại nói vậy? Cậu nghĩ xem, gạo vô tích, gạo đồng lý và nhất tự thanh thông thường mà tôi hỏi đều là những loại gạo phổ biến trên thị trường. Nhưng họ lại nói trong kho hết rồi. Nếu đổi lại là bất kỳ tiệm gạo nào, đây cũng là điều khó mà có thể xảy ra. Vậy nên tôi đã để ý, họ quản lý ở đó có gạo Bắc Phú không? Họ kiểm tra kho rồi báo không có mà. Đây chính là vấn đề. Có một loại gạo tên là Bắc Khảm và một loại gạo tên là Châu Phú. Từ nhỏ tôi lớn lên từ trong đống gạo mà. Trước giờ cả thành phố Thượng Hải chưa từng có loại gạo nào tên là Bắc Phú. Cái tên đó là tôi bịa ra thôi. Ông chủ Lâm, thực sự anh đã giúp tôi một việc rất lớn đấy. Dì Trị, nước nóng đun xong rồi. Anh mau đi tắm đi. Được. Em trả lương cho chồng em có được không? Anh đùa thôi. Anh mau đi đi. Bí mật bị chôn vùi, cuối cùng vẫn nổi lên trên mặt nước. Thì ra cuộc phim đó có liên quan tới Châu Quang Hiển, có liên quan đến thuốc phiện. Trình Diệt Trị không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Anh biết rõ vạch trần bất kỳ bí mật nào đều có thể liên quan tới tai họa ngầm khi xưa, gây ra nguy hiểm mới. Anh không thể để Lệ Tư đến gần bí mật quá. Anh sao vậy? Em chỉ đang nghĩ đến việc của bố em sao? Lệ Tư, anh sẽ rửa quan cho ông ấy, trả lại sự trong sạch cho ông ấy. Chuyện này anh sẽ làm giúp em. Sao lại nói đến chuyện này? Anh chỉ muốn em biết có anh ở bên em. Hôm nay chị Quy Trình đến chắc chắn là vì chuyện cháu Khuyển mở xưởng sản xuất thuốc. Chuyện này quả thật có hơi mạo muội, nhưng tôi đồng ý bồi thường tổn thất cho ngân hàng Long Doanh như trong hợp đồng. Hy vọng hai bên chúng ta đừng để mất tình cảm. Tổng quản Lý Châu, tố chất nghề nghiệp của ông quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng hôm nay tôi đến không phải để dân sự sản xuất thuốc chân khuyển cho ông đâu. Ăn cắp phương thuốc giảm đau của cháu trai lén điều chế thuốc phục lệnh. Người bác như ông quả thật không đơn giản. Trưởng Quỷ Trình, cậu đang nói gì vậy? Phương thuốc gì? Thuốc phục lệnh gì? Tổng quản lý Châu, tôi không rảnh ở đây mà lá mặt lá trái với ông. Chẳng lẽ ông còn không rõ ông lợi dụng công ty thực phẩm Phúc Mãn Đường để rửa tiền nhiều như thế nào sao? Cho dù ông không thừa nhận, tôi vẫn có thể báo với trưởng phòng thuế của công bộ, ông Richard, điều tra công ty thực phẩm Phúc Mãn Đường. Chắc chắn ông ấy rất tò mò một công ty thực phẩm làm thế nào để giàu lên trong im lặng như vậy. Hơn nữa, sau khi phát tài còn không đóng rất nhiều khoản thuế. Trưởng Quỷ Trình, có phải cậu xem thường tiếng nói của tôi tô giới công cộng không? Cậu thân với Richard, trưởng phòng thuế cục công bộ, còn hơn cả tôi nữa à? Tổng quản lý Châu, ông không chỉ đắc tội với tôi với công cộng đâu. Thuốc phục lệnh chèn ép thị trường thuốc viện mạnh mẽ. Các bang phái sớm đã không nhịn nổi kẻ chủ mưu đứng sau thuốc phục lệnh rồi. Mà một khi ông bại lộ thân phận, hậu quả chắc chắn ông cũng tưởng tượng được nhỉ? Xem ra tôi không thoát khỏi lòng bàn tay của cậu được rồi. Muốn chém muốn giết tùy cậu xử lý. Tổng quản lý Châu, tôi không định cho người khác biết về chân tướng của thuốc phục lệnh và ông, kể cả cháu trai ông Châu Văn Khuyển. Nhưng tôi yêu cầu ông lập tức từ chức tổng quản lý ngân hàng Hối Trữ, từ nay về sau không dính dáng đến thuốc phiện nữa. Đồng thời, ông phải khôi phục danh dự cho tổng quản lý cũ, Ngô Trí Phất. Ngô Trí Phất, cậu đến đây là vì Ngô Lệ Tư, chứ không thì là vì ai? Là ông hại ông ấy gặp phải quả sát thân. Theo lý, ông nên trả lại sự trong sạch cho ông ấy. Đương nhiên nên làm vậy. Nhưng cậu không nghi ngờ là tôi mưu sát bố của ta sao? Số đặc biệt đây. Số đặc biệt, ngân hàng Hối Trữ xảy ra chuyện rồi. Số đặc biệt đây, số đặc biệt, ngân hàng Hối Trữ xảy ra chuyện rồi. Ngân hàng Hối Trữ xảy ra chuyện, xem tin tức mới đi. Số đặc biệt, ngân hàng Hối Trữ xảy ra chuyện. Mưu sát bố cô ấy. Ông không dám đâu. Tổng quản lý một ngân hàng lớn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khiến khách hàng rút tiền, cổ đông rút vốn. Điều này chẳng có lợi ích gì với những thủ đoạn xấu xa của ông. Ông cũng không thể gánh nổi hậu quả. Vì thế cậu đồng ý tha cho tôi? Tôi không đồng ý. Nhưng tôi buộc phải giữ thể diện cho ông. Ngân hàng Hối Trữ vốn đã tổn thất nghiêm trọng. Nếu bị lộ ra tin xấu động trời nào nữa thì chắc chắn sẽ phá sản. Những khách hàng vô tội tội nghiệp, tiền mồ hôi xương máu của họ, phải làm sao đi? Cậu không hổ là con rể của Ngô Trí Phất. Tôi sẽ coi đó là lời khen của Tổng quản lý Châu. Ngoài ra, tôi không hề có ý định ngừng hợp tác với xưởng thuốc Văn Khuyển. Ông hãy gọi điện ngay cho Châu Văn Khuyển, thu hồi mệnh lệnh ông nói với ông ấy lúc trước. Chuyện này tôi không thể đồng ý. Tại sao? Cậu thực sự không biết Ngô Trí Phất chết thế nào sao? Lẽ nào ông biết? Vũ Quỷ Trình, đừng để cháu trai tôi dính dáng đến Ba Tư Hồng và Điền Xuyên hơn. Tổng quản lý, anh mau xem đi, báo giờ ra số đặc biệt. Đó là ngân hàng Hối Trữ lén lút sản xuất thuốc phục lệnh. Hơn nữa còn nhắc tới tên anh, nói anh là kẻ chủ mưu. Anh xem đây này. Dưới kia là sao vậy? Tổng quản lý ngân hàng Hối Trữ Châu Quang Hiển bị nghi liên quan đến việc sản xuất và buôn bán thuốc phiện. Giờ Sở Phòng chống thuốc phiện sẽ lập tức bắt giữ, đợi xét xử. Mời ông đi với chúng tôi. Quỷ, Việc chúng ta điều tra Châu Quang Hiển sản xuất, buôn bán thuốc phục lệnh, cậu có tiết lộ cho người khác không? Em hiểu mà, anh không cho em nói thì em không nói đâu. Chủ quỷ, em phát hiện ngoài chúng ta ra hình như Ngân hàng Hối Trữ cũng tự điều tra. Trên báo không chỉ vạch trần chuyện Châu Quang Hiển sản xuất thuốc phiện, rửa tiền, mà còn rửa quan cho Ngô Trí Phất, tổng quản lý tiền nhiệm. Anh làm gì vậy? Tất nhiên là báo tin vui cho chị dâu cậu biết. Bố cô ấy được rửa quan rồi. Phải, nếu chị dâu mà biết chắc chắn sẽ rất vui. Diệt Trị, anh đói chưa? Trước đây mỗi khi bố em làm việc đến tối muộn, em được chuẩn bị đồ ăn khuya cho mấy. À Quế, cô đi cùng Thím Dương đi. Đừng quên mua những thứ cần mua đó. Dân phu nhân, còn Thím Dương nữa. Tiếp đến tiệm bánh tráng nước Ninh Ba, mua một chiếc bánh tổ. Diệt Trị, anh về rồi sao? Được rồi, chúng tôi đi đây. Đi mau đi. Sao anh về sớm thế? Có phải anh xem báo rồi không? Họ minh quan cho bố em rồi. Hôm nay chúng ta nhất định phải ăn mừng. Em vừa nhờ Thím Dương đi mua một chai Trần Thái Điêu 10 năm. Hôm nay em muốn uống một ly. Anh sao vậy? Em còn định giả giờ tới khi nào? Có phải em động vào đồ trong thư phòng của anh không? Có phải em đưa nó cho phóng viên tòa soạn không? Phải. Em làm sai sao? Diệt Trị, chẳng phải anh đã nói với em anh muốn giúp em, anh muốn rửa quan cho bố em, muốn khôi phục danh dự cho mấy sao? Phải, anh đã nói như vậy. Nhưng anh còn nói là giao việc này cho anh, có đúng không? Nhưng anh làm hay em làm thì có khác gì nhau? Chúng ta là vợ chồng mà. Chúng ta là vợ chồng thì tại sao phải giấu anh? Được rồi Diệt Trị, em biết em sai rồi. Sau này em không làm vậy nữa. Chuyện gì em cũng sẽ nói trước với anh. Lệ Tư, đừng giận em mà. Lệ Tư, em coi anh là cái gì chứ? Em coi anh là công cụ của em có phải không? Anh có biết anh đang nói gì không? Em có biết là em đang làm cái gì không? Trình Diệt Trị, nếu anh đã nói vậy thì đừng trách em không khách sáo. Anh luôn miệng nói đối xử thật lòng với em, vậy tại sao anh không làm gì cả? Rõ ràng anh biết Châu Quang Hiển sản xuất buôn bán thuốc phục lệnh. Anh cũng biết rõ ông ta lợi dụng công ty thực phẩm để rửa tiền, nhưng anh chẳng làm gì cả. Ngày nào em cũng đợi anh, thậm chí là chút đồng tính của anh, nhưng em chẳng làm gì cả. Anh đang chuẩn bị làm theo cách của anh, chứ không phải là sốc nổi, lỗ mãng theo cách của em. Em bảo tòa soạn ra số đặc biệt chỉ khiến Ngân hàng Hối Trữ tiêu hẳn. Ngân hàng Hối Trữ là tâm huyết của bố em. Vào ngày bố em chết, Ngân hàng Hối Trữ cũng chết theo rồi. Tội danh về tài chính của ngân hàng đó hoàn toàn là sự thật. Ngân hàng như vậy đáng bị tiêu đời. Trình Diệt Trị, anh đừng lôi nó ra làm cái cớ. Trong lòng anh rất rõ tại sao anh lại bao che cho Châu Quang Hiển. Anh bao che cho Châu Quang Hiển. Anh vừa cho cháu là giảng viên Châu Văn Khuyển cho một khoản tiền lớn để xây xưởng thuốc. Sao có thể kéo bắt anh ta ngã ngựa vào lúc này? Anh sẽ không làm vậy đâu. Việc anh lựa chọn làm kẻ ác gây cho anh tổn thất nặng nề. điều tra anh. Lệ Tư, em không tin tưởng anh sao? Trả lời em đi. Nếu vừa nãy anh không chất vấn em thì em sẽ tin anh. Phản ứng của Trình Diệt Trị khi chất vấn Lệ Tư khiến cô vô cùng bất ngờ. Nếu anh ấy chột dạ dù chỉ là một chút thôi, cũng sẽ không dám tức giận như vậy. Lẽ nào cô đã nhầm, đã hiểu lầm, nóng vội? Nếu cho Trình Diệt Trị thêm chút thời gian, anh thực sự sẽ thực hiện lời hứa với cô ấy sao? Trả tiền đi, mau trả tiền. Trả tiền đi, mau trả tiền. Trả tiền đi. Ông chủ Hoàng, sao lại là ông? Tôi được trúng cử chủ tịch tổng thương hội, đều là nhờ vào thư ký Phùng. Hôm nay tôi xin đặc biệt cảm ơn anh. Vậy cũng đâu cần mượn danh nghĩa của Trình Diệt Trị. Con người quý ở chỗ biết mình biết ta, nên hôm nay tôi mời anh đến đây với danh nghĩa cá nhân. Chưa chắc thì cái Phùng đã chịu đến, nhưng là trưởng bối của Trình Diệt Trị, tôi thay cậu ấy xin lỗi anh. Sao chủ Hoàng lại nói như vậy? Trước giờ thư ký Phùng không qua lại với tôi, nhưng lại hỗ trợ tôi hết sức mình. Tôi đã thấy anh đánh giá rất cao Trình Diệt Trị. Trình Diệt Trị còn trẻ, ít kinh nghiệm, cũng chưa trải sự đời, e rằng cậu ấy hoàn toàn không biết sự đề cao anh dành cho cậu ấy có giá trị thế nào. Thậm chí còn không biết dốc lòng trả ơn sự đề cao này. Ngân hàng Hối Trữ phá sản chính là điều Trình Diệt Trị lo lắng. Đương nhiên là Châu Quang Hiển phải tự làm tự chịu, nhưng lời nói để thâm ý của ông ta cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Trình Diệt Trị. Ba Tư Hồng, Tiền Xuyên Hương, Châu Quang Hiển rốt cuộc đã ám chỉ điều gì? Cuộc chiến Bắc Phạt diễn ra được một thời gian rồi. Năm nay chính phủ quốc dân tuyên bố muốn tự chủ về thuế, còn thành lập văn phòng trực thuộc Bộ Tài chính, quyết muốn tiếp quản nghiệp vụ hải quan. Thư ký Phùng ở Tổng cục Thuế Hải quan chắc chắn sẽ hiểu về động thái này, chắc cũng không muốn ngồi yên chờ chết. Ông chủ Hoàng đang ám chỉ tôi đã hết thời rồi sao? Tôi không dám. Cho dù chính phủ quốc dân tuyên bố muốn tự chủ về thuế, nhưng trước mắt thuế vẫn thuộc quản lý của Ủy ban Ngân hàng Quốc tế. Điều này chứng tỏ Tổng cục Thuế Hải quan vẫn chưa hết thời đâu. Thư ký Phùng vẫn còn nguyên quyền lực trong tay. Chỉ là những ngày này sẽ không kéo dài đâu. Anh cũng hiểu rõ mà. Tôi nghĩ anh cũng có sự phòng bị sẵn rồi. Mời ông chủ Hoàng nói, anh giữ chức vụ cao trong Tổng cục Thuế Hải quan, dày dặn kinh nghiệm về nghiệp vụ thuế, có nhiều quan hệ cá nhân. Tất cả đều là nhân vật quan trọng trong cuộc chiến Bắc phạt. Nếu có thể nắm bắt thời cơ, nhảy vào quốc dân đảng, thì tiền đồ tương lai sẽ rộng mở lắm đây. Sao vậy ông chủ Hoàng? Ông đang muốn thay Trình Diệt Trị trả ơn tôi sao? Quan hệ của tôi và Trình Diệt Trị như cha con vậy. Điều cậu ấy chưa quan tâm đến, tôi đương nhiên phải làm thay cậu ấy. Chúng tôi cùng góp sức cho thư ký Phùng, chẳng phải hiệu quả sẽ càng tốt hơn sao? Được. Bảo sao Trình Diệt Trị giỏi giang như vậy, thì ra là nhờ công chủ Hoàng biết cách dạy bảo. Nào, thư ký Phùng, chuyện này không thể chậm trễ. Xưởng trưởng Châu, xưởng trưởng Châu, Tiêu Quý Trình, anh ngồi đi. Chắc anh đang thấy rất khó chịu vì chuyện có bác trai nhỉ? Là tôi hại ông ấy. Bác là một tay bồi dưỡng tôi, muốn tôi học kinh tế, nhưng tôi lại khăng khăng học quá học. Giờ lại tạo ra loại thuốc giảm đau này, gây quả cho ông ấy. Là tôi hại ông ấy, không phải tại anh. Là người khác hại ông ấy. Tổng quản lý Châu là chủ một ngân hàng có tiếng ở Thượng Hải, nhưng lại coi thường đạo đức nghề nghiệp, mặc kệ luân thường đạo lý, coi thuốc anh tạo ra như là thuốc phiện mà buôn bán kiếm lời. Điều đó khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Tôi không biết bình thường ông ấy tiếp xúc với những ai, có phải bị họ làm suy đồi không? Người bác ấy qua lại đều là những người có ăn có học mà. Ông ấy có tiếp xúc bang phái nào không? Bác ấy cực kỳ ghét bang phái, nói chúng là những kẻ giết người không có đầu óc. Nhưng gần đây có một tin đồn trong giới tài chính Tổng quản lý Châu có liên quan đến Ba Tư Hồng và Điền Xuyên Hương. Anh có biết không? Ba Tư Hồng, Điền Xuyên Hương là gì? Thuốc phiện. Xem ra Tổng quản lý Châu dính líu rất sâu với thuốc phiện. Chú Quý Trình, bác tôi sẽ bị xử tử sao? Cả anh và tôi đều rất rõ tác hại của thuốc phục lệnh, không có lý gì để giảm nhẹ tội. Xưởng trưởng Châu, tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ, nhưng giờ điều khiến tôi quan tâm hơn cả là nguồn vốn cho xưởng thuốc Văn Khuyển. Phải làm sao đi? Bác trai cuối cùng cũng chịu ủng hộ lý tưởng của tôi, còn để ngân hàng Hối Trữ cho tôi dây tiền. Tuy điều đó khiến tôi rất bất ngờ, nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy được an ủi. Không ngờ giờ lại thành ra như vậy. Xưởng thuốc Văn Khuyển vẫn chưa triển khai hợp tác với ngân hàng Hối Trữ. Hợp đồng chấm dứt hợp tác với ngân hàng Long Doanh cũng không còn hiệu lực. Chú Quý Trình, ngân hàng Long Doanh vẫn là chỗ dựa vững chắc của anh. Tôi đã bỏ rơi anh mà anh còn thú nhận lại tôi. Chào mừng anh về nhà. Đến giờ ăn tối rồi, nếu không chất vấn Lệ Tư thì bữa tối hôm nay sẽ rất vui vẻ và hòa thuận. Thậm chí còn như Lệ Tư nói, họ sẽ cùng nhau uống Trần Thái Điêu 10 năm. Nếu là mấy tháng trước, điều này đủ để khiến Trình Diệt Trị thỏa mãn. Nhưng hiện giờ, anh ấy đã chạm đến khía cạnh thực của Lệ Tư. Anh ấy không cần bất cứ tình cảm hỗn tạp, giả dối nào nữa. Trưởng quỹ, anh đang nghĩ gì vậy? Các đồng nghiệp ở chi nhánh Tĩnh An cùng tặng cho chị dâu. Anh mở ra xem đi. Cha của chị dâu được trữ quan, chúng tôi cũng nên chúc mừng chị ấy. Vậy tôi nhận nha. Tôi thay Quế cảm ơn mọi người. Thế nào? Dây chuyền có đẹp không? Là em y tá của em chọn đấy. Quế nói rất hợp với đại tiểu thư như là chị dâu. Cậu quen y tá từ khi nào? Lần trước điều tra thuốc phục lệnh, em phải đến nhà thuốc Nhân An. Qua lại thành thân quen. Phải rồi Mặt Quả Dương, chuyện thuốc phục lệnh vẫn chưa xong đâu. Có một chuyện cậu vẫn phải tiếp tục điều tra. Ông chủ, có bán Đại Ba Tư không? Một bánh 20, nửa bánh 12. Tôi muốn 1000 bánh. Chiều ngày kia lấy hàng. Tôi không bán được đâu. Sao vậy? Anh coi thường đới tự bang ở Vũ Hán chúng tôi sao? Tôi đương nhiên từng nghe đến danh tiếng của đới tự bang rồi. Nhưng Đại Ba Tư cũng không thể bán một cách tùy tiện được. Anh sợ Ba Tư Hồng tìm tới đây sao? 1000 bánh không phải con số nhỏ. Mỗi ngày trên thị trường bán đâu chỉ vài chục ngàn bánh. Nào là Đại Ba Tư, Tiểu Ba Tư, Thổ Ba Tư, Dương Ba Tư, sao họ quản nổi? Muốn lượng hàng lớn, thời gian lại gấp. Chẳng may nếu anh bán thì nhận 3.000 trước. Sau khi tôi nhận được hàng thì là 13.000. Được, được. Chúc mừng cô Lệ Tư báo thù thành công. Làm việc hay gì? Mời dùng. Cô sao vậy? Trông có vẻ không vui lắm. Anh ấy về cầm tờ báo đối chất với tôi. Cô cứ dỗ anh ta thôi. Anh ấy giận thật rồi. Rõ ràng là anh ta biết tin mà không cho mọi người cùng biết. Thế mà còn dám giận dỗi, thật là. Tôi đang nghĩ có phải tôi hiểu làm anh ấy không? Nếu tôi không tiết lộ cho bên tòa soạn, có phải anh ấy sẽ có cách giải quyết tốt hơn không? Vậy bây giờ hai người đang chiến tranh lạnh. Sao phải thế chứ? Hai người nói chuyện tử tế với nhau đi. Cô xem, giờ Châu Quang Hiển đã lọt lưới. Giúp tôi tìm Châu Quang Hiển. Sở phòng chống thuốc viện bắt Châu Quang Hiển, nhưng đã chuyển ông ấy đến một nơi bị niêm phong. Tôi cần biết nơi đó là đâu. Tôi phải gặp Châu Quang Hiển. Lệ Tư, giờ Châu Quang Hiển đã mất đi chỗ dựa rồi. Ông ta không thể đánh trả nữa. Cô đâu cần gặp ông ta nữa đâu. Cô, chẳng lẽ cô muốn tự tay? Charlie, ai là người thông minh? Lẽ nào anh thực sự cho rằng Châu Quang Hiển là người giết bố tôi? Ngân hàng Hối Trữ thiếu vốn trầm trọng là kết quả hiển nhiên khi Tổng Quản lý chết bất đắc kỳ tử. Châu Quang Hiển nhất định sẽ đón được, nhưng ông ta vẫn cố gắng thu dọn cục diện, gom góp vốn đầu tư khắp nơi. Vậy có nghĩa là ông ta không hề muốn bố tôi chết. Ông ta gom góp vốn đầu tư khắp nơi, rất có thể là mở rộng quy mô sản xuất thuốc phiện, thu về bộn tiền. Điều này cũng rất kỳ lạ. Nếu Châu Quang Hiển thực sự muốn thu về bộn tiền thì tại sao lại chọn sản xuất và bán thuốc phiện? Lợi ích từ thuốc phiện trước giờ luôn được các bang phái nhắm đến. Người ngoài mà dính vào rất dễ gặp quả sát thân. Đây không phải là mối làm ăn tốt. Châu Quang Hiển đi được trên con đường này chắc chắn là nhờ ai đó dẫn dắt. Vậy nên ý cô là người đó mới là hung thủ thực sự. Đại Tây Dương đã thất thu nhiều tháng. Cậu là người nắm quyền ở câu lạc bộ, đáng ra nên nghĩ cách giải quyết mới phải. Lão Gia, Lôi Tự có ý kiến không biết có nên nói không? Giao rồi nói. Lão Gia, từ khi sòng bạc ở đường Tất Quân khai trương, lợi nhuận của Đại Tây Dương không được như trước nữa. Tôi nghĩ đó là vì phong cách của hai câu lạc bộ khá giống nhau, dẫn đến tranh giành khách của nhau, rồi tự tổn hại lẫn nhau. Không biết liệu Lão Gia có thể cân nhắc gia tăng sự khác biệt giữa hai câu lạc bộ không? Có lý. Làm như lời cậu nói đi. Dân. Lôi Tử, Lão Gia cậu muốn dặn dò gì, sau này cậu có ý kiến gì thì cứ nói. Vẫn là câu nói đó, cậu là người trưởng thành rồi. Nếu cậu nghĩ tôi không thể để cậu trong lòng thì là do tự bản thân cậu nghĩ sai lệch. Lão Gia, cậu không hiểu tại sao cậu tra ra thuốc phục lệnh là do Châu Văn Khuyển tạo ra, mà tôi còn bảo Trình Diệt Trị cho cậu ta dây tiền mở xưởng, đúng không? Lão Gia, việc này Lôi Tử không hiểu. Sau này cậu là người làm việc lớn, phải biết nhìn xa trông rộng. Có câu tiên lễ hậu binh, phải làm như thế với Châu Văn Khuyển. Cậu rõ chưa? Lôi Tử đã hiểu rồi. Được rồi, không còn sớm nữa, ở lại ăn bữa cơm đi. Cũng lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau. Lão Gia, phu nhân, ăn canh đi cho nóng. Được. Thím Dương, tôi ăn xong rồi. Được. Thím Dương, tôi cũng xong rồi. Lên xe. Mọi người về trước đi, tôi đi gặp ông chủ. Nào, đi về phía kia. Các vị bà con hàng xóm đến cuối năm rồi, trong nhà có khó khăn, đói không có gì ăn cũng đừng lo sợ. Ngân hàng Long Doanh đã chuẩn bị gạo, lương thực, dầu cho mọi người. Với lại ông chủ Hoàng cũng nói rồi, chắc chắn đủ cho mọi người. Nhà nào có người già trẻ em thì được 2 phần. Cảm ơn ông chủ Hoàng. Từ từ thôi, từ từ. Cảm ơn ông chủ Hoàng, cảm ơn. Trình Diệp Trị không nghe thấy họ đang trao đổi điều gì. nhưng anh ấy có thể nhận ra Lôi Đại Minh đang thêm mắm dặm muối do tình hình thuộc hạ dự báo để tranh công trước mặt Lão Gia. Vì chị thực sự không muốn tin Ba Tư Hồng có liên quan đến Lão Gia. Có thể là do anh ấy nghĩ nhiều, có thể không phải họ đang nói đến Ba Tư Hồng. Nhưng biểu cảm khi Lão Gia gật đầu khiến khả năng này trở nên vô cùng nhỏ bé. Tiêm Dương, Lão Gia. Tiêm Dương, phu nhân đâu? Phu nhân vừa gọi điện về, nói là chơi mặt trượt với Tống phu nhân ở Nhất Phẩm Hương. Tống phu nhân không cho cô ấy về, chắc phải chơi đến hơn nửa đêm. Được rồi, Tiêm Dương đi nghỉ ngơi đi. Dạ được. Trương Quý Trình, anh nghe chuyện ở Tổng Thương Hội chưa? Lúc ông chủ Hoàng phát biểu chào mừng tôi ở Tổng Thương Hội, đã công khai chúc tôi nghiên cứu thuốc chữa lao thành công, khiến đám đông trong hội trường bàn tán sôi nổi. Chi tiết dễ bị bỏ qua này khiến Trình Diệt Trị thấy lạnh sống lưng, sợ gây ông. Anh đột nhiên có một suy đoán đáng sợ. Lão Gia không hề muốn kết giao với Châu Văn Khuyển, mà việc Lão Gia đồng ý cho Châu Văn Khuyển vay tiền mở xưởng cũng không phải để sản xuất thuốc. Châu Văn Khuyển đang gặp nguy hiểm. Được rồi, tan học. Diệt Trị, lần trước tôi đến nhà ông chơi, ông đã nói chuyện rất không kiên nể với tôi. Nhưng đến tận hôm nay tôi mới hiểu rõ lời ông nói. Hình như tôi thực sự đã bước vào con đường sai trái. Hơn nữa không chỉ mình đi sai mà còn kéo theo người khác xuống vực thẳm. Tôi không biết nên làm thế nào. Cậu rất sầu não, nhưng không biết nên sửa sai thế nào, có đúng vậy không? Tuy cậu không nói rõ với tôi, nhưng tôi có thể hiểu đại khái tâm trạng của cậu. Tôi chỉ có một lời khuyên cho chuyện này thôi. Tôi mong cậu đừng tìm kiếm sự khoan dung trên con đường sai trái đó. Nếu đã biết đó là đường sai thì nên nhìn thẳng vào hiện thực, bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ cậu sẽ thấy vô cùng khó khăn, nhưng đây là cách duy nhất. Nếu cậu dám làm vậy, cậu nhất định có thể bù đắp sai lầm của mình. Tôi hiểu rồi. Sử trưởng Châu, giờ nếu muốn sửa lại tất cả sổ sách của xưởng thuốc thì cần khoảng bao lâu? Chỉnh sửa sổ sách. Xưởng thuốc Văn Khuyển phải nhanh chóng giải quyết mọi nợ nần với ngân hàng Long Doanh. Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ tìm cơ cấu khác tiếp tục tranh dây vốn. Dùng quy trình, có phải là tôi đầu tư quá nhiều lợi nhuận vào việc nghiên cứu không? Nhưng chúng ta đã có hiệu quả kháng khuẩn bước đầu tiên rồi. Sử trưởng Châu, tách xưởng thuốc khỏi ngân hàng Long Doanh không phải là vì lỗi của xưởng thuốc. Giờ tôi không tiện nói cho anh biết nguyên nhân đằng sau, nhưng mong anh hãy tin tôi đưa ra quyết định này là vì muốn tốt cho anh và xưởng thuốc. Vì vậy anh mau duyệt hợp đồng này đi. Tôi mong anh có thể. Chị Lam kêu anh lập tức về dinh thự, Đại Lão Gia bị trúng đạn. Sử trưởng Châu, anh nhanh lên nha. Được, đi thôi. Dám động vào Lão Gia, ông đây lột da của hắn, xử hắn đi. Lão Gia là nhân vật tầm cỡ mà dám ra tay với Lão Gia, làm loạn cái gì? Chị Lam. Giờ thì ồn ào ầm ĩ, nãy giờ đi đâu? Tôi muốn báo thù cho Lão Gia. Đứng lại. Tôi cho cậu đi chưa? Chị Lam, Lão Gia sao rồi? Nghe cho rõ đi. Vết thương của Lão Gia không đáng ngại, nhưng cần tĩnh dưỡng vài ngày. Khoảng thời gian này các cậu tự làm tốt việc của mình, nghiêm túc lên, ngậm chặt miệng lại. Việc Lão Gia bị thương không được để lộ ra ngoài. Nếu ai làm hỏng việc, đừng trách Liêu Lam tôi không khách sáo. Dân chị Lam, giải tán đi. Phu nhân, vợ chồng trưởng quỹ Trình đến rồi. Chị Lam, mau vào trong đi. Lão Gia ở trong phòng đấy. Lão Gia, băng bó xong rồi, ông nghỉ ngơi đi. Cô ra ngoài đi. Lão Gia, Lão Gia, Lão Gia, để tôi đi xử La Nham Cổ đó. Đại tướng quân, Đại tướng quân cái gì? Hắn là tên điên thì có. Lão Gia, cho tôi thời gian 3 ngày đi. Tôi nhất định sẽ chính tay giết hắn. Không đến 3 ngày, cậu bị người ta giết rồi. Bỏ súng xuống. Lão Gia, tại sao La tướng quân ra tay với ông? Cậu còn gọi hắn là La Tướng Quân. La Tướng Quân trực tiếp trực thuộc công ty Di Trung, công ty có danh tiếng rất tốt. La Tướng Quân không phải là người vô dụng vô lễ, làm ra chuyện gay gắt như vậy. Không biết có phải có hiểu lầm gì không? Trình Diệt Trị, cậu nói thế nào vậy? Quá ra tên La Nhâm Cổ đó là người tốt vậy sao? Nếu tôi không tiện để nghe chuyện này, xin Lão Gia cho tôi tránh đi. Diệt Trị, xin Lão Gia cứ dặn dò. Lôi Tử đợi ngay dưới lầu.